Dạ dáng các em cháu xin tập viên. hôm trước thì em có coi một cái live stream của lão Lê Minh Thể á, lão nói, lão xuyên tạc, lão nói cái vụ mà chống dịch của chúng ta, có cái đất nước nào trên thế giới mà chống dịch rào nhà con người ta lại, hết đóng cửa lại không cho người ta ra vô mua bán cái gì. Em nói xong nói chuyện dốt nát quá. Bữa trước em thấy ở những nước như Mã Lai hay là Nga, những nước trên thế giới người ta chống dịch, người ta cũng đâu có cho ai ra đường đâu. Em thấy những cái bộ phim Phim tài liệu nó á, bị toàn là có bắn nè, tổng thống dạ ra nó lệnh xử bắn bắn Ấn Độ nè, rồi Ấn Độ nó ra nó quấn nó cầm cây rồi em nhìn nhiều khi có những cái thành phố trên thế giới á, nó toàn là chim bồ câu đi, không có thấy người nào bay hết, không thấy người nào đi hết. Vậy mà Lê Minh Thể bảo là cái đất nước gì đâu mà đi chống dịch phát xít hay là chống dịch theo kiểu này, đúng là cái luận điệu của mấy anh ba que nó tối ngày nó khai thác đến những cái chuyện mà gọi là người dân mình thiếu cái kiến thức hoặc là người ta không có hiểu tình hình thế giới, nó mới xuyên tạc, nó mới đánh phá như có thể vậy. có thể là Lê Minh Đó. Thể nhớ cơm tộc rồi, vô đó nuôi được nuôi không sướng nha, cho nên Rồi rồi là em còn kiếm thấy đường vô nữa. là em còn thấy là Lê Minh Thể còn đi giới thiệu, ví dụ như là ví dụ như ra ngoài hàng xóm á, ý nói là tôi sẽ nói chuyện được với nhà hàng xóm này, mà mới đi qua nhà ông hàng xóm mà tự nhiên người ta phất tay, người ta bảo đi về đi, đuổi như đuổi ruồi vậy. Mà em không hiểu là một nhà đấu tranh dân chủ thì phải được dân thương dân quý chứ, làm sao mà tự nhiên mới bước qua nhà hàng xóm cái người ta đuổi đi về đi làm sao, mà ổng còn ngọn to còi, ổng nổ khắp nơi, ổng nổ quá trời nổ luôn. À, chống dịch thì ý ổng nói là sao mà không có đất nước này sao không có tiền mà tiêm vaccine liền như mấy nước như tư bản kia. Trời đất ơi, mấy nước kia người ta có y khoa tiên tiến, người ta có tiền thì người ta sẽ làm sớm, người ta có vaccine sớm. Còn Việt Nam mình thì nó chậm hơn là phải rồi. Dạ. Anh Việt đi. Xin chào anh Việt. Chào anh Bằng, chào anh Phú, chào Bùi và chào anh em và chào mọi người. Em mới vào Em á chào thì anh. lâu quá rồi, tại vì em không có rảnh biết, cũng không có biết vô cái này. Hồi xưa em biết mà em quen. Trở về cái vấn đề vaccine á, thì anh Bằng vừa rồi nói là tên ai. Cái thứ nhất, em không phải là không phải nói là mình Việt Nam mà mình tin Việt Nam, mà sự thật là em tin vaccine Việt Nam nhiều hơn là mấy nước khác. Tại vaccine của Mỹ á, nhiều khi đó, không biết là anh em có nghe mình nói rõ không vậy anh em? Không, Nghe em có nghe rõ cảm Việt. ơn anh Bạch. Thì em ở Mỹ thì em trò chuyện rất là nhiều người Mỹ, và thuốc vaccine của Mỹ đó, nhiều khi người Mỹ họ không có tin tưởng chính phủ Mỹ, tại vì nhiều khi nó bỏ cái gì trong đó đó, nhiều khi nó điều khiển người ta đó trong cái cơ thể đó. Thì cho nên chính là người Mỹ họ đã không có tin gì mấy Là thích âm mưu thôi. đó. Thì đối với em á, thì em ở Mỹ thì em chích hai mũi rồi, thì có mũi Moderna nè, thì còn mấy cái loại kia và cái gì Pfizer gì đó thì không hiểu nó cho. Nhưng mà nói tóm tắt lại thì những người chống cộng thì anh em biết á, thì bất cứ nhà nước mình hay đảng hay là dân tộc mình làm cái gì ra đó, họ cũng là chê bai và họ cũng không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà họ không có hiểu được cái lịch sử hồi xưa Việt Nam của mình á, là khi mà cái thời chiến tranh Việt Nam đối với Mỹ đó, thì Việt Nam của mình đã chế những cái thuốc để giống như trị sốt rét nè, trị đau này, trị này nọ. Thì cho nên những người khoa học bác sĩ của mình á, hồi xưa mà cái thời chiến á, thì Bác Hồ chọn những người mà nhân tài về y tế đó, cho nên á, thì mới trải qua cái gian khổ cuộc chiến chống Mỹ của nước á. Thì cho nên bây giờ mà Việt Nam của mình thành công về cái vấn đề mà chế ra tạo thuốc vaccine á, thì em nghĩ là dân Việt Nam mình có là ít nhất khoảng là 99%, 99% là tin tưởng về vaccine của Việt Nam. Cho nên là em chỉ có ý kiến vậy thôi. Sự mà nếu được chọn thì mình vẫn thích chọn vaccine Việt Nam nếu chúng ta có vaccine. Thật sự mà nói một câu, kể cả mà Mỹ, Nhật hay các nước viện trợ thì mình vẫn, nếu có vaccine Việt Nam mình vẫn chọn Tại vaccine Việt sao Nam. cứ Em xin chia sẻ cái này, nãy chưa kịp chia sẻ cái vấn đề này thì nãy A Quy có hỏi là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, thì cái này thật sự dân mình cũng nhiều người chưa nắm đâu, chứ đừng nói tới cái đám ba que chống cộng. Thứ nhất, cái việc mà dân chúng ta thấy rất rõ, nếu ai ở vùng nông thôn chúng ta thấy được cái việc mà xã hội hóa giao thông nông thôn là cái vấn đề rõ nhất trong cái việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Xã hội hóa là gì? Có nghĩa là nhà nước và nhân dân cùng làm đó, nhà nước hỗ trợ ví dụ xi măng, gạch cát gì đó bao nhiêu phần trăm, rồi còn lại nhân dân đóng góp, và nhân dân làm, nhân dân kiểm tra và nhân dân thụ hưởng. Nó có thêm cái từ
thụ hưởng nữa, nghĩa là tất tần tật những cái công trình đó là nhân dân làm đó, nó để hiểu. Và cái vấn đề thứ hai là anh Bằng có đề cập đến cái việc mà tòa án á, thì ở đây nè các anh chị có thể là chưa nắm rõ cái vấn đề mà khi mà các anh chị tham gia một phiên tòa, các anh chị nhìn lên cái phiên tòa thì anh chị thấy một bên là thư ký, một bên là luật sư, và chính giữa đó là cái người ngồi giữa là thẩm phán, và hai cái người hai bên đó chính là hội thẩm nhân dân, đó là người của nhân dân á, tham gia quá trình xét hỏi để làm gì, để đảm bảo tính công bằng, khách quan cho các cái bị cáo được đưa ra xét xử. Mà cái hội thẩm nhân dân đó là ai bầu? Hội thẩm nhân dân từng cấp thì sẽ do hội đồng nhân dân cấp đó bầu. Ví dụ như cấp huyện thì hội đồng nhân dân cấp huyện bầu, cấp tỉnh thì hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, và quốc hội thì do tối cao thì do quốc hội bầu. Ở chúng ta thấy mà những cái cấp hội đồng nhân dân đó là ai bầu? Toàn là những người đại diện cho nhân dân. Cho nên cái nhân dân nằm ở đó, chứ không phải là chúng ta đang xử tự nhiên có mấy ông dân chạy vô tòa án nói là tôi cần phải kiểm tra người này, tôi cần kiểm tra, đâu phải, cái đó là vô tổ chức, chứ không có nhân dân nào trong đó hết ha. Cái này là chúng ta đã được bầu, nhân dân đã bầu, đã chọn, đã gửi gắm niềm tin vô cái vị đại biểu, và cái vị đại biểu này, quốc hội này, để bầu ra những người làm cái việc đó lại cho nhân dân. Và các vị nhìn cái tòa án của Việt Nam bất cứ đâu ở trên cái đất nước này đều như vậy hết, đều có ba vị ngồi giữa, một hai vị hai bên, hai bên góc là thư ký ghi chép lại cái phiên tòa, và viện kiểm sát, chứ không phải luật sư ở dưới đó, viện kiểm sát một góc. Thì chúng ta thấy đó, ở đâu cũng vậy hết, bất cứ đi xét xử lưu động hay là xét xử trong cái hội trường của tòa án cấp nào á, sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, thì cũng đều có những vị đó, và hai cái vị hai bên chính là hội thẩm nhân dân. Và các vị thấy, nếu ai đã từng đi dự phiên tòa, nếu có thắc mắc nhìn vô, các vị sẽ thấy được đó là cái tiếng nói của nhân dân đó, nó ở trong cái cơ quan đó. Em xin chia sẻ đó, về cái vấn đề vaccine anh. Em xin chia sẻ về cái vấn đề vaccine thì theo em á, nếu mà em á thì em sẽ không có cái sự lựa chọn lắm đâu. Nếu mà em thì em sẽ cố gắng là tất cả những cái vaccine nào mà đã được tổ chức y tế của Liên Quốc á đồng ý thì em sẽ chích liền. Tại vì đối với em bây giờ quan trọng là cái đất nước nào mà tạo được miễn dịch cộng đồng nhanh. Hiện tại á, những nước nào mà tạo được miễn dịch cộng đồng nhanh chừng nào thì cái nguy cơ tránh dịch sẽ lớn chừng đó. Vì hồi sáng này em có coi một bài báo á, người ta nói như thế này, là người ta nói là những cuối năm nay á, nếu mà các nước nào mà không tiến đến cái việc mà miễn dịch cộng đồng sớm á, thì cái khả năng cái chủng virus cũ nó sẽ tiến hóa lên sẽ rất là cao. Tức là mỗi quốc gia chỉ có khoảng 5 đến 6 tháng để chúng ta miễn dịch cộng đồng thôi, đạt khoảng 80 đến 90% số dân trên cả đất nước đó để được miễn dịch, để được tiêm vaccine. Nhưng mà các anh chị cũng thấy là có nước nào trên thế giới là thực sự đâu, chỉ có một vài nước nhỏ là đạt miễn dịch cộng đồng thôi. Và những nước đó có dân số quy mô rất là nhỏ, nó có chỉ 4-5 triệu thôi là người ta chích xong rồi. Còn mình á, một đất nước 90-100 triệu dân mà chúng ta chích với cái cường độ hiện tại bây giờ, em thấy em ngẫm hình như là cũng gần 1 triệu mũi rồi đó. Thì có nghĩa là chúng ta đang đi với tốc độ khá là ổn định, khá là nhanh. Vaccine của Việt Nam là đã tiệm cận với mức coi như gần 4 triệu người. Dạ. Em xin chia sẻ tiếp. Em xin chia sẻ tiếp cái thiếu về cái vấn đề mà Awi mới hỏi về Lê Chí Thành đó. Thì nói chung là hôm nay em có hứng thú để mà lên lớp cho thằng A Quy, bởi vì thật sự mà nói bên hải ngoại mà ca ngợi nó là cái người có kiến thức cái gì đó, thật sự nó đối với em là một cái đứa học sinh tiểu học, bởi vì những cái câu hỏi mà nó đặt ra nó không xứng tầm. Nhưng mà hôm nay thì mình tạm coi là mình là người thầy, mình giảng cho nó hiểu về một số cái vấn đề mà nó đặt ra, đúng không? Vậy thì bây giờ nó mới hỏi cái câu là Lê Chí Thành có phải là dân biết, dân bàn, dân làm không? Thì ở đây em xin nói theo một cái người thầy nha. Đó, thằng Lê Chí Thành khi mà nó bị loại ngũ thì nó mang gọi là cái mác là giám sát cảnh sát giao thông, nó là dân và nó có quyền giám sát. Cái quyền giám sát đó là có là được. Và vừa rồi chúng ta đã có một cái chỉ thị dành cho cái nhà, cho những cái lực lượng cảnh sát giao thông mà đứng chốt ngoài đường là người dân được phép ghi hình, phải phim ghi hình, nhưng không cần nha, hiểu nhớ rõ nha thằng A Quy,
Nhưng cái hình ảnh ghi hình đó không được cắt ghép xuyên tạc bị đặt gây ảnh hưởng đến cá nhân tập thể của cái hình ảnh của người cảnh sát giao thông. Thứ hai, ghi hình nhưng không được cản trở những cái anh quan này thực hành cái công vụ ngay lúc đó. Thì cái thằng Lê Chí Thành bắt là vì gì? Nó đứng nó cản trở, nó ngồi ngay cái đầu xe khi cái xe nó bị vi phạm và nó không trưng được những cái bằng, những cái giấy tờ hợp lệ đó, thì bắt đầu công an nguyên tắc là phải đưa về đồn để xử lý. Thì nó ngồi ngay cái đầu xe nó chặn, nó không cho đi, cái đó phải là hành động cản trở không, hành vi cản trở không? Có phải là vi phạm cái chỉ thị mới ra không? Và cái chuyện nó bị bắt là có căn cứ đó, chứ không phải chúng ta thích chúng ta bắt, chúng ta không thích chúng ta bắt, đúng không? Chúng ta bắt có căn cứ và nó không có cãi được. Còn cái đám chống phá tụi bày dẫn cái tay lên mà nghe nè, muốn chống phá, muốn lật đổ cộng sản thì ít ra tụi bày phải có và có cái đâu ngăn bằng với cộng sản, cái chúng không cũng phải thua xa quá thì phải lật đổ cái kiểu gì rồi về là tụi bày là có đủ trình độ để lãnh đạo cái mấy triệu dân này không? Không đủ tầm, phải không đủ tầm đó. Hôm nay anh có gọi là hứng thú, anh lên lớp cho mày nha. Mày muốn đặt ra câu hỏi nào anh sẵn sàng trả lời cho mày, thông não cho mày hiểu. Chứ mày ở bên nước Mỹ mà ở bên một xứ văn minh, nhưng mà thật sự thấy mày còn ngu dốt lắm. Mày đã ngu dốt vậy là còn cái đám mà cái lâu châu ở dưới kia có cần thiết phải trả lời, hỏi những cái câu hỏi ví dụ như là cả nhà đang ăn cơm tự nhiên ba ơi không mất, ai trả lời được câu đó? Không thì khó lắm, nên là không cần thiết, đúng không? Riêng A Quy anh ưu tiên anh trả lời cho mày hai câu rồi đó. Mày hiểu chưa? Đó, nói có sách mắt có chứng nha. Ok, mời Tấn Phát đi. Ai ơi việc đó anh ơi việc. Anh ơi việc đi. Ủa? em nhường cho anh ơi việc nè. Cái mạng của em tại em đang hình trên đường lái xe, nhiều khi cái mạng đi qua mấy cái đường lộ đó, quốc lộ đó, rồi, nhưng mà anh Việt Kiều đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. À, bây giờ anh đề nghị chính phủ Mỹ mua cái mạng 5G Việt Nam đi nha. Mạng bên Mỹ yếu quá. Nhiều khi A Quy nó xài luôn. Nhiều khi cái mạng bên Mỹ nó ngồi vậy anh em. Khi mà mình đi qua mấy cái quốc lộ mà nó có cái dốc, có cái đèo hay là chỗ nào mà nó có cơ sở hệ thống á, cái tự nhiên là nó đứt đoạn à? Mất. À nó mất rồi. Rồi nhiều quá, khi là nhiều khi á là giống như mình tới mấy chạy ngang mấy cái tụ điện mà nó có mấy cái cục AW á là nó mất rồi. Cho nên nó dạ. Khổ vậy đó. Đó nước Mỹ phải em à. Nãy em đọc một cái còm của AW nữa là nó là luật pháp gì thích thì bắt, không thích thì không bắt. À, nếu mà cộng sản thích bắt thì thằng gì ta Lê Dũng Cô Pha đâu có tồn tại tới giờ đâu anh Quy, và nhiều thằng dân chủ khác nữa. Rồi mình soi lại cái nước Mỹ mình ở đi, cái luật pháp Mỹ có cho cảnh sát đè đầu cái người da đen đến chết không, có không? Nó trả lời được thì em thì nãy em có nói về vấn đề dịch, em nói tiếp nha anh. Đó là nói chung là bây giờ là trên thế giới bây giờ đang là một cái cuộc đua, theo em nghĩ đó là một cái cuộc đua về miễn dịch cộng đồng, có nghĩa là họ sẽ bung tiền, hầu hết các nước bung tiền ra, gom được bao nhiêu thì gom, có vaccine ở đâu thì có, gom bất cứ một cái nguồn nào bên cái chỗ nào để mà gọi là đáp ứng được cái việc mà miễn dịch cộng đồng càng sớm cho đất nước. Thì em lại thấy ở đây có một cái khía cạnh mà đất nước chúng ta lại giỏi là giỏi về cái quan hệ ngoại giao mấy anh, tức là chúng ta chơi được rất nhiều đầu, cho nên là khi bây giờ đất nước mà chúng ta đi muốn mua vaccine rất là dễ, chúng ta muốn mua của Nga cũng được, muốn mua của Trung Quốc cũng được, muốn mua Mỹ cũng được, Anh, Pháp, Đức, nước nào chúng ta cũng có thể mua vaccine được. Vì chúng ta có những cái quan hệ ngoại giao từ trước chúng ta rất là tốt, kể cả Nhật Bản họ cũng nói là họ cam kết là sẽ tặng chúng ta như 1 triệu liều đó, em có nghe như vậy đó. Thì điều đó là đảng và nhà nước chúng ta đã có được, em nghĩ là cái thành quả đó, cái thành quả của cái quan hệ ngoại giao đã giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong những cái tình huống đất nước đang khó khăn. Bây giờ em nói thiệt chứ bây giờ một miếng khi đói bằng một gói khi no, 1 triệu cái liều vaccine đó thì cũng coi như là rất là lớn rồi, rất là lớn lao rồi. Thì mình tiếp tục vận động chỗ này chỗ kia. Dạ, mình có một cái có... này mình thấy dạ, là các nhà lãnh đạo, xin lỗi nhá, các nhà lãnh đạo rất là hay như này. Hôm nay nếu mình xem một cái chương trình thực sự, tức là thủ tướng
Phạm Minh Chính đã gặp các, ví dụ như gặp các nhà gọi nhà là cái đầu tư ấy, ở Hàn Quốc hoặc ở Nhật Bản tại Việt Nam, đúng không? Thì tôi nói với tất cả các bạn như thế này, bây giờ ví dụ như ở bên hiện nay Hàn Quốc đầu tư FDI hoặc là đứng thứ nhất, Nhật Bản là đầu tư về FDI về ở Việt Nam đứng thứ hai, cho nên là các nhà máy của Hàn Quốc và Nhật Bản hiện nay rất nhiều Việt Nam, mà những cái nhà máy đấy ví dụ muốn hoạt động tốt, đúng không, không để làm đứt cái chuỗi cung ứng và mang lại cái lợi nhuận cho người ta nhiều, nếu mà Việt Nam chống dịch tốt thì là người lợi nhuận của người ta càng lớn. Do vậy cho nên các doanh nghiệp ấy, người ta đầu tư vào Việt Nam hiện nay quả nhất ở ngay ngày hôm nay của Hàn Quốc và Nhật Bản, người ta cam kết là cùng với chính phủ Hàn Quốc, Nhật Bản ủng hộ cái chuyện mà chống Covid của Việt Nam và ủng hộ cái chuyện mà mua vaccine của Việt Nam. Cho nên mình cũng có, ví dụ như Tấn Phát vừa nói là mình hiện nay mình quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước, mà quan hệ ngoại giao rất là tốt, đúng không, từ Cuba, từ Nga, rồi từ Trung Quốc, rồi từ kể cả Anh, kể cả Mỹ, đúng không? Cho nên là cái nguồn vaccine của mình thì nói chung là hiện nay thì do rồi mình chống dịch tốt, mình vừa nói ấy, là cho nên là cái nguồn vaccine là hơi hiếm, thành cùng là cái phê chuẩn phân phối hiện nay là nó hơi ấy một tí, nhưng mà cái nguồn vaccine của mình sắp tới thì theo mình nghĩ là mình có nguồn, nhiều nguồn nhập về. Thì nhiều nguồn nhập về, thứ nhất là mình nhập về nhiều, thứ hai là cái giá cả, tôi nói các bạn là giá cả nó cũng phụ thuộc vào giá cả nữa, chứ không phải là mình lại nhập về bất kỳ một cái giá nào cả, đúng không? Tiền bây giờ là mình chuẩn bị cho cái chuyện mà nhập 150 triệu liều vaccine, là nói chung là đấy, cho như mình là nói các bạn là nói chung là đủ, đúng không? Nhà nước mình ấy, thì là đã trích ra từ cái nguồn từ trước đến giờ họ kia tới quần nguồn tiết kiệm là 14.000 tỷ, đúng không? Mà ví dụ các doanh nghiệp hôm nay là đã ủng hộ cơ khoảng, hoặc là những người dân chuyển khoản vào các kho bạc nhà nước cơ khoảng là hơn 7.000 gần 8.000 tỷ. Còn những người mà ví dụ dân mà người ta nhắn tin, người 500 người, 1.000 người, mấy nghìn chẳng hạn, là hiện nay là mỗi ngày là thêm vài tỷ, là hôm nay là được hơn 105 hơn 2 tỷ tin nhắn anh. Đấy, tức là 105 tỷ. Đấy, thế thôi, thì tổng cộng thì theo mình dự đoán thì nó trong khoảng sấp xỉ 8-9.000 tỷ, cộng với tiền của nhà nước vào nữa thì nói chung cái tiền mình đủ rồi, nói chung làm sao mà mình nhập được vaccine về thôi, đúng không? Mình thực hiện 5K vaccine cùng với sự cụ thể. Ok, kiểm tra hơn 2 triệu tin nhắn này không thấy cái tin nào có ba quen cái gì em, ông gì đây, ông Thanh Võ gì đó, quên Bằng, anh Bằng, cái ông gì đó, anh Bằng nhắc cái sao nhắc mà sao đấy, chưa thấy Thanh Huynh. Khổ vậy, không có tên. Cứ nói đấy. Mình nói bây giờ mình lại vậy, thì Tấn Phát là nhắc mình lại nhắc nữa lại nữa. Là Thanh Huynh đã hứa với mình bảo là em sẽ chuyển tiền về mà em sẽ đưa cái giấy, chụp cái giấy và gửi vào Master cho mình. Đến nay đã còn nửa tháng rồi, hơn nửa tháng rồi, đúng không? Và không có, cho nên là mấy ông qua quê ông chỉ nói phép thôi. Mà trước kia mà Thanh Huynh bảo em đã gửi tiền đây, đấy các bạn ở trên diễn đàn Anh Phú, tất cả các bạn ở trong diễn đàn của tôi đều với Thanh Huynh nói là coi như em đã từng gửi tiền về Việt Nam ủng hộ những cái đồng bào bị bão lụt năm 2020 ở miền Trung rồi, đúng không? Mà đến bây giờ Thanh Huynh bảo với mình bảo là không, em chưa chuyển tiền về Việt Nam bao giờ, cho nên em chưa biết cách chuyển. Giờ ra cái chỗ chuyển tiền của ông ở gửi mà đô la ở Mỹ, thế Thanh Huynh ra bảo vâng, em sẽ ra đấy mà em chuyển tiền về, mà đến hôm nay là không chuyển tiền, mình nó phải nó phép thôi, thì nó phép mồm mà dùng nước. Không. Mình bảo là tôi em phải có mấy cái tiền, em nghĩ là ông Thanh Huynh không có chuyện á, cái nhà ở và mấy cái nhà cho thuê nữa, mà mình bảo đúng rồi, mày thì chúc mừng Thanh Huynh ở bên Mỹ làm ăn tốt thì mình chúc mừng Thanh Huynh, nhưng mà tôi cố gắng để đóng góp về vào một chút về Việt Nam cũng được, cứ bảo họ là 50 đô, 100 đô, mấy chục đô cũng được tùy, đấy là tấm lòng của mình, cứ ấy đi, thì mình sẽ đăng lên trên cái tường nhà mình. Mà đến hôm nay Thanh Huynh từ hôm ấy biến mất, không vào cái nhà của mình nữa. Có mỗi một nhưng mà là anh Bằng với anh Phong với chú Phú á,
Em nghĩ vậy nè, nếu mà cứ hỏi dí nữa, hỏi tới nữa, thế nào lão cũng sẽ nói vậy nè. Lão nói là cái ngân hàng Quê Kỳ hiện giờ đang kẹt, ngân hàng Quê Kỳ đang có sự cố, cho nên giờ tiền chuyển nó còn chậm, nên các anh chị thông cảm, thế nào chắc cũng nói vậy quá, Đấy, cũng kiếm đại không cớ phải. đó. Như là bây giờ nói cho tất cả các bạn này, ví dụ như anh Phú ấy, anh ở bên Đức ấy, hiện nay anh làm nghề rửa bát thôi, chứ không có giàu có như anh Thanh Huỳnh. Thanh Huỳnh còn hiện nay có mấy cái tiệm nail này, gồm lại mà em sống một cái nhà, mà em còn có hai nhà cho thuê nữa, mà bảo gửi có khoảng 10 đô 100 đô ủng hộ cái vaccine, mà cuối cùng Thanh Huỳnh không gửi. Đấy, so sánh với người yêu nước hoặc cái người không yêu nước, có anh Phú là mày rửa bát đấy, mà anh cũng gửi được coi như 10 triệu tiền về ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam rồi đấy. Mà cho nên là bo que nhá, mẹ chúng mày chỉ nói xét. Em xin gọi là đính chính cho anh Thanh Huynh xíu. Anh Bằng nói vậy là oan cho anh Thanh Huynh lắm á. Thứ nhất là anh Thanh Huynh đang ở nhà thuê cho nên là không phải nhà của ảnh. Thứ hai là ảnh có tiền, nhưng mà bây giờ nếu mà anh dành dụm tiền đó anh gửi về á thì anh đói, cho nên là anh phải chờ gọi là cái đợt phát cơm từ thiện đó, là anh phải ăn một tháng phát cơm từ thiện đó thì anh mới đủ tiền anh gửi. Cho nên anh Bằng Tôi khoan nói nóng, các bạn nghe khoan nôn hiện nay vì nóng. chỉ vì cái vụ á, mình cố gắng mình thuyết phục Thanh Huỳnh coi như gửi tiền về góp vào vào với cái tiền quỹ vaccine của chính phủ. Mình nói là hiện nay có mà tiền Anh vaccine là phải tiêm cho nhân dân, chứ không còn mấy ông đảng viên ông giàu ông tiêm lúc nào mà trả được. Cho nên ở đây mà thương Thanh Huỳnh và thương dân thì Thanh Huỳnh gửi tiền về, mà chính vì thế mình mới kết bạn với Thanh Huỳnh để mình nói chuyện Thanh Huỳnh. Hiện nay trong danh sách với bạn bè của mình có Thanh Huỳnh, cho nên tất cả những cái like mình lên này Thanh Huỳnh đều biết hết. Nhưng Thanh Huỳnh sợ mà không em đang mua mấy lần mất mặt không dám xu hiện tại. Em muốn chia sẻ anh mà dễ quá là chặn anh luôn á. Em muốn vô á, quay vô thì cuối năm thế nào cũng có được giấy khen á, nếu mà chọn ra là quay được nhận giấy khen à, cũng giỏi hơn mấy thằng Kiên Giang đồ Xuân Lộc đồ nè, anh nói làm sao chứ. ok ok chúc mừng anh Ơi, Phú nhá, chúc mừng người đội tuyển Đức nhá. Dạ à, chào em đi nha, ngủ ngon nha Dạ em chào anh Bằng, anh Phú, chú Phú với anh Phong ạ. À, chào anh chị em. Phong xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ngủ ngon nhá.